Mời các bạn đến với một sáng tác của tác giả Salalien Nguyễn, bài thơ có tựa đề Xét đoán. Xét và đoán hai từ khác biệt, lúc nói lên đã biến mơ hồ. Xét là tìm hiểu hư vô, đoán là mô phỏng món đồ. Rất khó vì nhiều hoàn cảnh, kiếm nguyên nhân để tránh sai lầm. Phải phân tích thần công tâm, không thì tác hại thầm thầm. Đoán thì dễ cân phân ước lượng, phòng chừng thôi hình tương mong manh. Là điều không đủ chắc bền, khi mà giới hạn ở trên. Xét và đoán có điều nên tranh, chẳng hạn như hoàn cảnh cảm tình. Khách quan và rất công minh, vấn đề là cái tâm mình vô. Dòng thác đổ coi như không lại, đã chảy rồi thì mãi mất đi, chẳng ai trở lại xuân thì vẫn còn trong đó. Khi tiền bạc làm tan công lý, chữ lương tâm đã bị bán mua. Máy bay vì bởi gió đùa, dân nghèo mãi mãi bị thua.